Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 18 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời tiết này sẽ duy trì 1 đến 2 ngày tới trên cả nước. Từ ngày 19 đến 23 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to trở lại. Nam Bộ và Tây Nguyên, từ ngày 19 đến 21 tháng 8, mưa cũng tăng. Về thời tiết trên biển, hiện nay vùng áp thấp trên biển Đông đã suy yếu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nó, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thông tin cảnh báo đáng chú ý khác, đó là trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím UV cực đại ở hầu hết các tỉnh thành tiếp tục duy trì ở ngưỡng có khả năng gây hại.